Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 3 năm 2018, Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái tổ chức tập huấn công tác kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 với sự tham gia của trên 100 cán bộ quản lý giáo viên ở 25 trường trung học phổ thông và 10 trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay cơ bản được giữ nguyên như kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017. Các thí sinh sẽ thi 5 môn, gồm 3 môn bắt buộc là toán, ngữ văn, ngoại ngữ, tổ hợp môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Đề thi có thêm nội dung chương trình lớp 11, điểm ưu tiên giảm, trong đó đối với thí sinh tỉnh Yên Bái, điểm ưu tiên từ 1,5 điểm giảm xuống còn 0,75 điểm. Học sinh người dân tộc điểm ưu tiên giảm xuống còn 1 điểm. Thời gian tổ chức kỳ thi muộn hơn 3 ngày so với kỳ thi năm trước. Thí sinh đã đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp thì bắt buộc phải thi cả 2 bài thi. Nếu thí sinh bỏ một trong 2 bài thi sẽ không được xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Để kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 đạt hiệu quả, Sở Giáo dục Đào tạo yêu cầu các trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục thường xuyên cần tổ chức ôn tập, chuẩn bị kiến thức, tâm lý để các em dự thi đạt kết quả cao.